Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Đi Đồ Sài Gòn. Trong chương trình thời sự Thế giới hôm nay, xin gửi tới quý vị những bản tin đáng chú ý sau đây. Bà Melania Trump tiết lộ có khả năng bà sẽ vào tòa bạch ốc lần nữa. Vì sao Nga và Ukraine dốc sức tranh đảo rắn? Ukraine đánh bật quân Nga giải phóng hoàn toàn khắc khớp. Ông Putin xa rời thực tế, không được biết những gì đang xảy ra ở Ukraine. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bà Melania Trump tiết lộ có khả năng bà sẽ vào tòa bạch ốc lần nữa. Nguyên khán thính giả của Little Sài Gòn thân mến, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn truyền thông đầu tiên sau khi rời tòa bạch ốc rằng bà có thể sẽ không bao giờ xuất hiện trên trang bị tạp chí Vogue vì định kiến của tờ báo này, nhưng không loại trừ việc bà sẽ trở lại tòa bạch ốc lần nữa. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, kể từ khi rời Washington DC, cựu đệ nhất phu nhân đã đưa ra câu trả lời cởi mở về kế hoạch năm 2024 của chồng bà, ông Donald Trump. Tôi thích chăm sóc tòa bạch ốc, đó là nhà của tôi trong một thời gian. Tôi biết đó là nhà của người dân, sống ở đó là một vinh hạnh. Bà Melania Trump nói với người dẫn chương trình Pete Hatchett của Fox News trong một cuộc phỏng vấn ngày 15 tháng 5. Có thể đây sẽ là nhà của tôi một lần nữa, đừng bao giờ nói gì tuyệt đối. Người dẫn chương trình Pete Hatchett hỏi về tạp chí Vogue đối xử khác biệt với các đệ nhất phu nhân. Bà Melania Trump nói rằng tạp chí này có thiên kiến và không đáng xem. Vào tháng 8 năm ngoái, bà Joe Biden xuất hiện trên trang bìa của Vogue, bà Hillary Clinton đã từng xuất hiện trên đó, bà Michelle Obama đã ba lần xuất hiện, cả ba người họ đều là thành viên đảng Dân Chủ. Bà Melania chưa từng xuất hiện trên trang bìa, bà là thành viên của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, với nền tảng kinh doanh, nền tảng thời trang và vẻ đẹp của mình, bà chỉ bao giờ được lên bìa tạp chí Vogue. Tại sao phải cần tiêu chuẩn kép? Hesuit nói. Bà Melania nói, họ có định kiến, có yêu và ghét, đó là điều hiển nhiên, và tôi nghĩ mọi người đều thấy điều đó. Đó là quyết định của họ, tôi cũng có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Tôi đã làm nhiều việc quan trọng trong tòa bạch ốc hơn là lên bìa tạp chí Vogue. Về những lời chỉ trích của giới truyền thông mà bà đã trải qua tại tòa bạch ốc, bà nói, Tôi đã quen với điều đó, tôi cần phải tiến lên phía trước. Tôi ở tòa bạch ốc để giúp đỡ mọi người, đó là nhiệm vụ của tôi. Còn những người chỉ trích tôi, tôi sẽ khuyến khích họ giúp đỡ cộng đồng của chính họ và tham gia sáng kiến nuôi dưỡng tương lai của tôi. Bà đưa ra sáng kiến nhằm hỗ trợ trẻ em được gửi nuôi, nói rằng chúng cần sự hỗ trợ, nguồn lực và sự trao quyền của chúng ta để đạt được giấc mơ mỹ của chúng. Bà Melania cũng tuyên bố rằng bà đang làm việc trong các dự án liên quan đến tiền mã hóa không thể thay thế, bao gồm cả một dự án nuôi dưỡng có tên MetaRose. Bà nói một phần số tiền thu được từ việc bán tiền mã hóa sẽ dành cho giáo dục, cung cấp giáo dục và cơ hội để nuôi dưỡng những trẻ em đang già đi bên ngoài hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng. Mỗi năm có 20.000 trẻ em bị mất đi cơ hội được nuôi dưỡng. Cựu đệ nhất phụ nhân cũng quy cuộc khủng hoảng sửa bột trẻ em gần đây là do năng lực lãnh đạo. Bà nói, thật đau lòng khi thấy các gia đình Mỹ phải vật lộn với cuộc sống khi trẻ em Mỹ ở thế kỷ 21 không được tiếp cận với thực phẩm. Lãnh đạo, người dẫn chương trình Haaretz nói thêm rằng vẫn là thiếu năng lực lãnh đạo, bà Melania biểu thị đồng ý với ý kiến này. Đề cập đến tình trạng chung của đất nước dưới thời ông Biden, bà nói những gì đang xảy ra thật đáng buồn và nhiều người đang vật lộn và chịu khổ trong cuộc sống. Bà nói, tôi hy vọng nó sẽ sớm thay đổi. Fox News cho biết bà Melania là đệ nhất phu nhân duy nhất đến thăm biên giới hai lần. Điều này cũng khiến bà trở nên nổi bật. Bà Melania giữ chức đệ nhất phu nhân từ năm 2017 đến năm 2021. Ông Trump đã và đang ám chỉ rằng ông sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024. Hơn nữa, ông đang phát huy sức ảnh hưởng lớn của mình trong bầu cử sơ bộ cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Nhiều người dự đoán trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới, đảng Cộng hòa rất có khả năng sẽ giành lại đa số ghế tại Hạ viện và Thượng viện. Trong lịch sử nước Mỹ, kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm thứ hai của cuộc tổng tuyển cử thường nghiêng về phe đối lập. Chuyển sang một bản tin khác. Vì sao Nga và Ukraine dốc sức tranh đảo rắn Thưa quý vị, đảo rắn cách bờ biển tỉnh Odessa ở miền nam Ukraine khoảng 48 km. Nga chưa bao giờ tuyên bố chủ quyền với hòn đảo cách Crimea hơn 180 dặm. Dù từ góc độ lịch sử hay địa chỉ thì Nga đều không có nguyên tắc nào để tuyên bố hòn đảo là của họ. Nhưng thực tế là do tầm quan trọng chiến lược đảo rắn trở thành tâm điểm xung đột trong chiến lược của Nga. Từ đầu thời gian của cuộc chiến vào cuối tháng 2, quân Nga đã đánh chiếm đảo rắn, sau đó Cảnh nổi tiếng nhất trong cuộc chiến càng khiến cho đảo rắn trở nên nổi bật khi một người lính Ukraine trực tiếp đánh quân đội Nga qua điện đàm. Tàu chiến Nga hãy biến đi! Ý nghĩa chiến lược của đảo rắn là nếu quân đội Nga sử dụng đảo rắn, Ukraine sẽ không thể đảm bảo quyền tự bảo vệ hàng hải ở Odessa và đưa hàng hóa vào. Khi phần lớn sản xuất Ukraine xuất khẩu nhập khẩu từ Odessa, người đứng đầu Cục Tình báo Tổng hợp của Bộ Quốc phòng Ukraine là Kirill Budanov cho biết, Bất cứ bên nào kiểm tra hòn đảo, nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể ngăn tàu bè di chuyển về phía sâu Nam Ukraine. Đây là lý do mà mặc dù đảo rắn đã thất thủ, nhưng Ukraine vẫn đẩy mạnh phản ứng, đánh đuổi quân đội Nga ra khỏi đảo rắn. Trong 10 ngày qua, quân đội Ukraine đã tấn công quân đội Nga trên đảo rắn bằng máy bay không người lái và các loại vũ khí khác. Còn lại là các lý do quân đội Nga tập nhiều sức mạnh để kiểm tra đảo Rắn cũng rất rõ ràng vì nơi đây có thể trở thành một con tàu sân bay tỉnh. Mặc dù không thể di chuyển nhưng chiến trường thiết bị được đưa ra. Điện tử và khả năng chống lên đó có thể mang lại chiến lược trị giá đáng kể. Ngày 12 tháng 5, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố quân đội Nga đã cố gắng cải thiện tình hình để ngăn chặn khả năng tái chiến của Ukraine ở phía tây bắc Biển Đen, đặc biệt là hướng Odessa. Ngày 13 tháng 5, Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine là Kirill Budanov cho biết quân đội Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng để thu hồi đảo rắn trên biển đen vì hòn đảo này có chiến trường vị trí chiến lược. Gần đây nhất có tranh chấp nhận về đảo rắn là tranh chấp nhận giữa Ukraine và Romania về vùng biển kinh tế. Cuối cùng của ranh giới các quyền kinh tế của nước hai và hiện trạng của đảo rắn đã được giải quyết tại tòa án. Chuyển sang một bản tin khác, quân đội Ukraine ném bom đảo rắn trúng đích của quân Nga. Thưa quý vị, phát ngôn viên Sergei Prachak của Cục Quản lý Quân sự khu vực Odessa của Ukraine cho biết, vào ngày 12 tháng 5, quân đội Ukraine đã bắn trúng tàu tiếp tế hậu cần vysevolov của Nga ở gần đảo rắn ở Biển Đen, làm con tàu xông vào cát và được kéo đến thành phố cảng Crimea. Các bức ảnh vệ tinh cũng cho thấy một ngọn lửa tên đã đánh trúng khu vực lân cận đảo rắn và có cảnh một tàu đổ bộ lớp Sona của Nga lập tức quay ngoắt lại, nghi là để chọn cuộc tấn công Freinem. Phó công viên của Sohi Project nói rằng vào thời điểm đó, tàu Bobrovny Island rắn trên biên giới biển Ukraine và Romania nó bị trúng đạn của quân đội Ukraine và bốc cháy, sau đó được một tàu kéo đến Sevastopol ở thành phố Crimea theo CNN, các ảnh vệ tinh do công ty bảo vệ tin Buster Technologies của Mỹ công bố cho thấy một ngọn lửa tên đã đánh trúng vùng lân cận của đảo rắn. Khi đó, một tàu đổ bộ lớp Antelope của quân đội Nga lập tức quay ngoắt ra và cos a CNN cũng cho hay có thể nhìn thấy gần đảo rắn một xà lan chủ yếu cần cẩu và một tàu đổ lớp Gopin đang tiến hành đến một con tàu dẫn nước khác không xác định được lý do tại sao con tàu đó bị phá hủy. Phóng viên lòng năm gốc Jagdash Foray Policy cho biết thêm trong một bài đăng trên Twitter rằng, theo hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, máy bay không người lái Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không, cùng xe tên lửa phòng thủ đất của Nga không đối với đảo trắng ở Biển Đen cũng phá hủy một số tòa nhà trên hòn đảo. Chuyển sang một bản tin khác Ukraine đánh bật quân Nga giải phóng hoàn toàn khắc khớp Thưa quý vị, bị quân Ukraine phản công, quân Nga vỡ trận tháo chạy, vòng vây hơn 2 tháng vây hãm Kharkov của Nga bị đánh tàn nát. Quân đội Ukraine cho biết quân Nga đã rút chạy khỏi khu vực quanh thành phố lớn thứ hai của nước này. Kharkov là thành phố gần 1,4 triệu dân trước chiến tranh, gần biên giới Nga và chỉ cách thành phố Belgorod của Nga 80 km về phía tây nam. Thành phố này đã trải qua nhiều tuần pháo kích và vây hãm dữ dội của quân Nga nhưng không chiếm được. Đây là mục tiêu quân sự quan trọng trước đó trong cuộc chiến. Khi Moscow hy vọng chiếm giữ các thành phố lớn, quân Ukraine đã và đang được trang bị vũ khí dồi dào từ phương Tây. Họ sẽ chuyển từ phòng thủ qua tấn công. Ngày quân xâm lược bị giết tan nát sẽ không xa. Chuyển sang một bản tin khác. Ông Putin xa rời thực tế, không được biết những gì đang xảy ra ở Ukraine. Thưa quý vị, trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, người dẫn chương trình Faris Zakaria đã chiếu cảnh ông Putin bắt tay ông Blair trong chuyến công du tới London vào tháng 4 năm 2000, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga tới phương Tây sau khi ông đắc cử. Người dẫn chương trình Zakaria đặt câu hỏi cho ông Blair. Ông Putin từng có vẻ lý trí, đầy tính toán và logic. Ông ấy bây giờ có vẻ xúc động, tức giận. Cảm giác của ông ấy về sự thay đổi này là gì? Ông Blair trả lời, Putin trong lần đầu tiên mà tôi gặp là người hướng về phương Tây, lo lắng muốn có mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây. Sau đó tôi nghĩ rằng ông ấy nhận thấy những thách thức của cải và thay đổi ở nga quá lớn và ông ấy quyết định củng cố quyền lực theo cách chuyên quyền hơn và sau đó trở thành một người theo chủ nghĩa dân tộc nga. Ông nói thêm, hóa thân thứ hai của Putin là lạnh lùng và tính toán nhưng vẫn hoàn toàn lý trí trong phạm vi của riêng mình. Ông Ple tiếp tục nói rằng. Tôi nghĩ mọi người đều lo lắng là giờ ông ấy hoàn toàn tách rời khỏi thực tế và bị vây quanh bởi những người không chịu nói cho máy biết sự thật. Và đây là lý do tại sao có tính toán sai lầm đáng kinh ngạc này. Ý tôi là hãy gạt bỏ sự độc ác sang một bên. Việc tính toán sai lầm về mặt chiến lược và theo mọi cách có thể là rất lớn. Ông Plan nói thêm rằng bất cứ ai biết Ukraine đều biết rằng không bao giờ có bất kỳ câu hỏi nào về việc người Ukraine đồng ý khuất phục trước Nga theo cách này. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, cựu thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov nói rằng Putin đã bắt đầu nhận ra rằng ông ấy đang thua trong một cuộc chiến. Ông cũng nói rằng ông tin tổng thống Nga đã bị các cố vấn đánh lừa về tình trạng của quân đội Nga và cuộc xâm lược Ukraine đã diễn ra nhanh chóng như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật, đại sứ Canada tại Ukraine Larissa Galazza nói rằng Putin không có lý trí và do đó không ai có thể ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga ông ấy không tin vào lịch sử ông ấy không có logic ông ấy không có lý trí vì vậy tôi không biết làm thế nào để ngăn chặn điều đó galazza nói với cbc tôi không nghĩ có ai có thể ngăn cản putin làm những gì putin đã làm bà nói thêm đại sứ hoa kỳ tại ukraine christina kvien cho biết hôm chủ nhật rằng bà tên ông putin đang đưa ra những lời đe dọa trống rỗng chống lại phần lan và thụy điển trong bối cảnh ông đang chịu tổn thất chiến tranh khi các nước này tiến tới trở thành thành viên NATO. Hôm Chủ nhật, đảng cầm quyền của Thụy Điển đã gạt những lời đe dọa của Putin sang một bên và chấp nhận một nỗ lực gia nhập liên minh an ninh, đảo ngược hàng thế kỷ không liên kết. Thưa quý vị, và thông tin vừa rồi cũng xin kết thúc bản tin của chúng tôi tại đây. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp được phát sóng trên kênh Lido Sài